anh. Em sẽ chỉ đi cùng anh đến đây thôi. Sau này vui buồn, hạnh phúc, khó khăn, thuận lợi, anh phải tự mình gánh vác rồi. Con đường phía trước của anh còn rất dài. Hy vọng anh sớm gặp được một người, mặc dù cô ấy có đến muộn hay đi chậm cách mấy, anh cũng đều nguyện ý đứng lại chờ cô ấy. Em phải đi rồi, không biết sẽ mất bao lâu em mới có đủ dũng khí đuổi theo một người một lần nữa. Nhưng cũng biết đâu được, trong hàng ngàn, hàng vạn lứa trẻ ngoài kia, có một chàng trai vì đợi em mà vẫn đang đứng lại. Rốt cuộc thì mình vẫn phải đi tiếp thôi, anh nhỉ?